location and information. Okay. And then the windows, the color are of the rainbow, 7 colors. Okay. And there are a total of 927 windows. Okay. Can you imagine? It all depends on if you come in the daytime, normally it's a bit hot. Last time you came to Singapore, you didn't come here? No, I didn't. I was by myself. It's I went to Universal Studios at that time. On this side, consider the other bank. Okay, before you further, you look at that building. Looks like a UFO. Yes. You know what is that? No. Okay. That is our new Supreme Court. Oh. Okay. And why is it made of glass, transparent? Because justice is supposed to be transparent. Okay. And that one, this one is our Parliament House. Parliament. Okay. And that one, you can see there, you can see the Lion để chụp ảnh biểu tượng nổi tiếng thế giới này tại vị trí mới của tường ngay tại vịnh Marina Bay Sands. Tâm đến món ăn và giải trí, bến tàu Biết Cốt đã được bảo tồn cẩn thận và bây giờ chỉ là Singapore Flyer. Singapore Flyer. Bên cạnh là nhà hải quan, một tòa nhà bảo tồn thu hút quý khách hàng khác. Ở đây là tòa nhà chỉ cục cảnh hải quan. Liên kết những điểm mốc của khu vực vùng vịnh xinh đẹp này, trong đó bao gồm hồ nước Maria, đập ngăn nước Marina và khu vườn bên vịnh Gia Đình và Thủ Đình. Cũng nằm dọc theo bờ sông đường đi bộ hấp dẫn này là phòng trưng bày thành phố vịnh Marina, nơi trưng bày câu chuyện về sự thay đổi đô thị. Khi chúng ta đi ô thuyền vòng quanh, hãy tưởng tượng chúng ta đang thả nổi mình trong nước uống, có lẽ rất giống với thứ nước chảy ra từ vòi nước nhà bạn. Khi đi ô thuyền ra vào vịnh, bạn không thể